Hi, xin chào các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một em cat coi bị bệnh lồi mắt đấy các bạn. Thì đợt trước thì mình có chữa trị cho em này là cách khoảng 3 tuần. Thời gian 3 tuần thì mình đã chữa trị cho em này thì nó đã cái mắt của nó đã phục hồi. Thì các bạn xem lại cái clip của mình ấy. Mình có hai cái clip, 2 3 đến 2 đến 3 cái clip với các bạn về cái em này rồi. Tức là đầu tiên là cái clip về cái bệnh lồi mắt của em này, và có một cái clip sau cùng ấy là cái clip mà em này đã phục hồi và mình đã thả em này vào bể. Thì các bạn xem lại cái clip đó. Thì sau khi mà em này mình thả vào trong bể thì khoảng một tuần thì bắt đầu mình lại thấy cái mắt nó lại lồi ra các bạn ạ. Tức là nó chưa khỏi hẳn, nó vẫn còn cái mầm mống của cái con virus ở phía trong, nó phát ở phía trong. Thì mình thấy là cái mắt nó lại lồi ra một chút, và đặc biệt là ở cái bên má của nó bị phồng ra và nó có cái lỗ, nó có mổ bên trong. Thì bây giờ mình cho các bạn xem nhé. Đây là cái mắt vừa rồi, cái mắt của nó bị lồi đây. Đây là cái mắt bị tổn thương này, cái phần má này các bạn nhìn thấy chưa? Cái phần má đây này, chỗ trắng trắng này này. Thì chỗ này nó có một cái lỗ. Đấy, thì ở trong này nó có mổ các bạn ạ, ở khu vực này có mổ. Thì khi sau khi mà con này nó tái phát lại cái bệnh ấy, thì đến bây giờ mình lại tiếp tục ngâm lại thuốc. Thì cái mắt của nó không sưng nữa, cái mắt của nó đã xẹp lại, hoàn toàn không bị sưng. Nhưng mà nó bị nặng nhất là ở cái phần má này các bạn ạ. Nó có cục mổ và nó bị sưng, nó đánh vào cái phần má này. Đấy, hiện tại bây giờ cái phần mắt nó ok rồi các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này, bây giờ mình gậy ra này, mổ này, mổ bên trong này. Thì bây giờ mình đang chữa trị cho em này bằng cách là mình khơi cái vết thương này ra, mình rửa xong bắt đầu mình mới cho cái kháng sinh, mình nhét kháng sinh trực tiếp vào trong cái lỗ này các bạn ạ. Thì ngày hôm nay thì mình cũng chữa được vài ngày rồi, mình thấy là nó cũng xẹp đi, cái má này nó cũng xẹp đi. Các bạn nhìn thấy nó mổ ghê không? Đấy, mình lặn cái mổ ra các bạn này, thấy không? Bởi vì trong này rất là nhiều mổ các bạn ạ. Cái mắt của nó thì nó không vấn đề nữa rồi, cái mắt mình thấy nó sẽ không có sưng nữa, và cái mắt của nó thì nó không bị lồi ra nhiều như trước nữa, nó không bị mờ đi. Nhưng mà bây giờ nó đang phá hủy vào cái phần mắt này, à phần má này các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy cái lỗ của nó không? Đây là cái lỗ này. Đấy, thì bây giờ mình cứ cậy, mình lặn hết cái mổ này ra, xong chút nữa mình nhét kháng sinh trực tiếp vào đây. Thì hôm qua mình nhét được kháng sinh vào đây khoảng 2-3 hôm rồi. Thì mình ngày hôm nay thì mình thấy là cái má của nó cũng xẹp bớt đi, chứ nó không sưng như ban đầu nữa, nó vẫn dậy đấy các bạn ạ. Mình rửa cái vết thương cho nó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lặn cái mổ ở trên cái bộ phận bị thương của nó ra, và mình sẽ tiếp tục là mình sẽ cho kháng sinh vào để chữa nó các bạn nhé. Thì kết quả như thế nào mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Mình lặn cái mổ đấy ra. Ui, cái mổ nó nhiều lắm các bạn ơi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Kinh khủng khiếp luôn. Mình phải rửa cho nó các bạn. Chút nữa mình sẽ nhét kháng sinh vào đây để mình trị cho nó tận gốc. Thưa các bạn, đây là mình sẽ dùng cái kháng sinh này các bạn ạ. Đây là kháng sinh là tetracycline 500mg. Tức là hàm lượng một viên này ấy, là nó có 500mg các bạn ạ. Thì mình sẽ dùng cái kháng sinh này, mình sẽ nhét trực tiếp cái bột kháng sinh này vào trong cái vết thương của em ấy luôn. Thì cái tỷ lệ như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Nhưng bây giờ mình đang dùng chữa cho con này là một nửa viên này. Thank you.
Đây thưa các bạn ơi, các bạn đã nhìn thấy chưa, mình đã cho cái kháng sinh này, mình nhét các kháng sinh trực tiếp vào cái vết thương. Thì thường thường cái vết thương này vừa đấy mình lấy cái tăm mình cậy ra ấy, thì nó có một cái lỗ rất là lớn bên trong cái má của nó, thì bắt đầu mình nhồi trực tiếp cái bột kháng sinh này vào luôn, các thuốc kháng sinh này vào bên trong luôn, mình nhồi tít vào bên trong luôn và mình đắp xung quanh nó đó. Bây giờ mình sẽ để cho nó ngấm và nó bám lên cái bề mặt của cái vết thương để cho nó ăn sâu vào bên trong đấy. Thì bây giờ mình làm cái cách như thế này ấy, thì cái vết thương của nó thì hôm qua nó sưng rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì nó đỡ xẹp đi, nó đỡ sưng hơn nhiều các bạn ạ. Và cái này con này thì bệnh lồi mắt, nhưng mà như thế này mình thấy cái mắt nó không bị suy giảm nữa đấy, nó chỉ bị sau khi mình thả vào hồ ấy thì 3 tuần chữa trị, sau khi mình thả vào hồ xong ấy thì con này bị tái phát, thì nó không tái phát về phần mắt nữa, và nó sẽ đẩy cái con vi khuẩn ấy, nó sẽ đẩy vào phần má các bạn ạ, má của con cá, nên là nó bị hiện tại bây giờ nó đang bị lại đấy các bạn, nó đang bị tái phát bệnh lại ấy. Nhưng mà mình thấy là cái mắt nó cũng rất là trong, và cái độ sưng của nó thì lại không có sưng nhiều nữa, nên là mình thấy là cái mắt nó thì ok đấy. Các bạn nhìn thấy không, mình vẫn đắp kháng sinh lên cái phần mắt của nó đấy, cái phần phía trên của mắt này đấy, để mình muốn là triệt để cái vấn đề mà cái con vi khuẩn ở mắt. Còn hiện tại bây giờ ấy, thì nó đang bị hiện tại bây giờ ấy, là có con vi khuẩn nó đang đánh rất là mạnh ở phần má các bạn nhé, còn phần mắt thì không ok rồi. Bây giờ mình sẽ cho nửa người của con cá này xuống nước để cho nó thở các bạn ạ, bởi vì nó cần nước để nó thở oxy qua cái mang của nó đấy. Nên là mình ngâm thuốc như này ấy, thì một nửa con cá mình sẽ ngâm dưới nước để cho nó thở, còn cái một nửa cái thuốc mà phần thuốc ấy thì mình chưa cho nó xuống nước, để cho nó trên khô để nó ngấm đã. Thì khả năng nó dẫy rất là mạnh là bởi vì mình cho kháng sinh vào bên trong vết thương ấy, nó sẽ sót các bạn ạ. Đấy, thì vừa rồi mình chữa con này 3 tuần ấy, thì mình thấy nó hồi phục cũng khá là ổn, đến tầm khoảng 85-90% các bạn, mắt nó xẹp lại rất là đẹp luôn. Đấy, thì các bạn xem ở cái clip trước mình chia sẻ ấy, tức là mình sau khi mình đã chữa trị được 3 tuần thì mình thả nó vào hồ ấy, thì các bạn xem clip đấy, các bạn hình dung ra được cái sự phục hồi của nó. Còn cái clip đầu tiên ấy, thì nó lồi mắt khủng khiếp luôn các bạn, cái má nó cũng bị sưng. Cái má này nó sưng từ ngay lúc cái đầu mà nó bị lồi mắt cơ. Thì lúc đó mình ngâm cái phần con cá này xuống ngâm thuốc ấy, thì là chỉ ngâm phần mắt thôi, chứ còn cái phần mà bị thương của nó ở trong má thì nó nằm ở phía trong cơ thể của nó không phát ra ngoài các bạn ạ. Nhưng mà sau khi một mấy ngày hôm nay ấy, thì cái má nó sưng tiếp lên và nó sẽ mỏng dần đi, giống như là các bạn hình dung giống như là cái mụn của mình ấy, mình mà có cái mụn đấy các bạn, thì bắt đầu đầu tiên này nó cương cứng lên thì nó rất là đau, nhưng mà khi mà nó đã chín mùi rồi đấy thì cái đầu vết thương ấy nó sẽ bị mỏng ra và nó sẽ bị vỡ cái đầu vết thương ra. Thì con cá này cũng tương tự như vậy, thì hôm qua hôm kia thì nó bị vỡ cái vết thương ra, xong rồi mình chọc nó ra, mình cậy nó ra, mình lặn cái mủ nó ra, trời ơi, kén cái mủ đầy bên trong cái má của nó luôn đấy. Xong bắt đầu mình nhét cái kháng sinh này vào, thì mình thấy là sức khỏe của con này cũng khá là tốt đấy, và mình chữa cách như thế này ấy, thì nó sẽ điều trị dứt điểm ở cái phần má, thì mình hy vọng là sẽ có kết quả thành công tốt đẹp. Thì 3 tuần trước thì mình đã chữa cho con này, thì về phần mắt là ok rồi, về phần mắt là khá thành công rồi, nhưng mà bây giờ còn cái phần má của nó nữa, nó lại tấn công vào phần má, nên là mình sẽ điều trị tiếp tục em này để cho nó dứt điểm, bởi vì cái con vi khuẩn này nó ăn từ phía trong ra các bạn, nên là rất là nguy hiểm. Nếu như nó từ phía ngoài vào thì mình tấn công thuốc nó rất là dễ, còn cái này nó từ phía trong nó phát ra, giống như là mình có những cái u ở bên trong người nó nổi ra ấy, nên là cực kỳ khó. Đó, hiện tại thì bây giờ mình đang để cho nó ngấm thuốc đây. Hôm 3 tuần trước thì mình chữa em này bằng biện pháp là muối hột này, muối hột này, rồi là te tra nhật đấy, rồi xanh methylene các bạn ạ. Thì đợt này thì mình chữa lại lần tiếp theo ở phần má thì mình sẽ dùng cái pháp đồ điều trị khác, đó là muối hột và kháng sinh tetracycline 500mg. Mình không dùng tetra nhật nữa, bởi vì tetra nhật khá là mắc nên mình không dùng nữa, mình dùng cái thuốc kháng sinh cho người này. Và mình thấy là cái điều trị má nó cũng có một cái tiến triển, thì không biết được kết quả như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau về cái liều lượng.
Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ mình đã thả em nó vào trong thì sau khi mình đắp thuốc thì các bạn nhìn thấy không? Khi mình thả em ấy vào trong nước ấy thì cái thuốc nó vẫn còn bám ở trên cái má và những cái trên cái vết thương. Đấy, hiện tại nó đang bám ở trên đó thì rất là ok. Thì vừa rồi mình cho muối vào, bây giờ mình sẽ sục oxy lên các bạn nhé. Và mình chỉ cho kháng sinh tetracycline 500mg và muối hồ thôi các bạn. Và kháng sinh thì mình đã đắp trực tiếp lên vết thương. Bây giờ mình sẽ tiến hành sục oxy. Và cứ tiến trình là cứ 24 tiếng mình sẽ thay nước một lần và mình sẽ thay thuốc một lần. Đấy là cái liệu trình phác đồ để điều trị cho em này. Kết quả như thế nào mình sẽ ghi hình lại cho các bạn cùng xem. Thưa các bạn, sau một tuần điều trị phác đồ thứ hai của em cá mắt lồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh hiện tượng của em nó sau một tuần điều trị như nào nhé các bạn. Đây là phác đồ thứ hai. Phác đồ thứ nhất thì mình đã thành công nhưng mà nó bị tái phát bệnh lại. Đây là phác đồ thứ hai các bạn này. Các bạn nhìn cái mắt nó thì không bị ảnh hưởng nữa các bạn. Mắt hoàn toàn bị trong. Đây là cái mắt bị lồi nha các bạn nhé. Ở đây mình cho các bạn so sánh hai cái mắt này. Mắt bên phải là mắt zin này. Mắt này là mắt zin này các bạn này. Mắt zin không bị bệnh, mắt này bị bệnh này. Đấy, mắt này bị bệnh thì bây giờ các bạn nhìn thấy không? Nó không bị lồi nữa. Đấy, nó hơi, đương nhiên là nó lồi hơn cái mắt bên kia nhưng mà hiện tại là như này là nó đã phục hồi rất là lớn về cái mắt rồi. Cái mắt phục hồi rất là lớn rồi. Không có bị ảnh hưởng, tức là lần tái phát bệnh này là nó không bị vào mắt các bạn. Nhưng mà nó bị ở dưới má này các bạn nhìn thấy, ở dưới phần má đó. Mình cho các bạn xem cái phần má này, các bạn thấy không? Ở trong cái má này của con này nó bị một những cái cục mổ rất là lớn. Thì ngày hôm qua thưa các bạn, ngày hôm qua mình lặn cái má của con này thì nó phọt ra một cái cục rất là lớn, các cục mổ rất là lớn, cứng ngắc luôn các bạn ạ. Từ hôm qua đến hôm nay thì mình thấy là cái tình trạng hôm nay thì nó còn không còn sưng nữa. Nhưng mà cái vết thương nó bị loét các bạn này. Thì mình tiếp tục mình sẽ đắp tetracycline, cái kháng sinh cho người đấy các bạn nhé. Như con này thì mình nghĩ là nó sẽ, về lâu về dài thì nó sẽ khỏi hết các bạn ạ. Phác đồ điều trị cho em này chỉ sẽ rất là đơn giản. Mỗi ngày 24 giờ thay nước một lần, 100% nước luôn các bạn. Và cái lỗ ở trên má này này, cái lỗ thủng này này. Đấy, trong nó có mổ thì mình sẽ cậy, mình lấy tăm mình cậy, mình làm loét loét ra, xong mình vệ sinh, mình rửa thật sạch. Mỗi ngày mình rửa một lần. Bây giờ mình sẽ dùng là một viên cho 10 lít nước cho em này và mình đổ trực tiếp đầy vào cái má này của em này luôn. Các bạn, vừa rồi mình đã cho muối hột vào đây rồi. Đây, muối hột đây các bạn. Trong này khoảng 10 lít nước rồi các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái tủ thuốc của mình. Đây là vitamin C để đánh thuốc tím. Đây là kháng sinh. Đó. Tetracycline 500ml. C sổi này. Đó, rất là nhiều các bạn ạ. Tủ thuốc đấy. Oxy già. Đấy, rồi là đây, trong này kháng sinh, cái tetra nhật này. Mình đựng ở trong này. Kiểm tra pH bằng dung dịch, khử kiểm tra flor, đo pH bằng điện tử, xanh methylene, thằng này là thằng Benson trị nấm, nhưng mà mình thường mình dùng cái này không bao giờ hiệu nghiệm đâu các bạn ạ. Bây giờ mình trị nấm mình chuyển sang thuốc tím hết, tất cả thuốc tím rất là hiệu nghiệm. Mình sẽ dùng cái muối hột này này, mình nhét vào trong cái má, cái mình nhét đầy vào trong cái vết thương của con đó, của con cá, để cho nó cái muối nó mới khử trùng hết tất cả ở trong cái con cá đi. Xong bắt đầu một chút nữa, xong bắt đầu mình mới nhét cái kháng sinh. Đây là một viên kháng sinh nhé các bạn. Đây là một viên kháng sinh tím, là mình tháo ra mình sẽ cho một viên này vào trong này luôn. Đấy, thì theo liều lượng một viên này là cũng khá lớn đấy, nhưng mà mình đã thử rồi, một viên này mình đã thử ngày hôm qua, mình cho vào đây thì con cá đến sáng nay, đến ngày 24 giờ sau, đến hôm nay là hiện tại thời điểm này là 24 giờ nó vẫn sống. Nên là mình thấy là cái liều lượng này ok cho con cá này. Trước khi dùng thuốc các bạn nhé, đối từng với từng một con cá sức khỏe khác nhau, thì khi mà dùng thuốc các bạn phải dùng những cái liều đầu tiên là liều nhẹ, để đấy là gọi là một cái liều kiểm tra sức khỏe con cá đấy. Nếu nó chịu đựng được thì mình sẽ tăng liều.
Đấy, còn nếu như mà các bạn chơi mà liều mạnh ngay là con cá của bạn dễ hy sinh lắm. Các bạn thấy không, đây là vết thương của em nó, và đây là mình đang nhét muối vào trong này. Đây là những viên muối này các bạn này, mình nhét rất là nhiều muối ở trong này luôn, thì cái muối này nó sẽ sát trùng toàn bộ cái vết thương ở trong này. Đấy, nó sẽ tiêu diệt cái vi nấm vi khuẩn ở trong này. Sau đó tí nữa, vừa rồi mình đã nhét muối một lần rồi, xong là mình cho con này nhúng xuống đây để cho nước nó vào cái muối này để nó tan ra, nó hòa. Và bây giờ mình cho lần thứ hai, mình nhét muối lần thứ hai các bạn ạ. Đấy, muối này các bạn thấy không? Đấy, mình nhét muối vào đây thì nó sẽ tan dần ra và nó sẽ tiêu diệt cái con vi nấm khuẩn trong này. Đây gọi là muối là công tác vệ sinh cái sát khuẩn đấy các bạn. Tí nó sát khuẩn xong xem, mình sẽ dùng cái kháng sinh tetracycline, mình sẽ đổ vào đây. Thưa các bạn, trong cái vết thương của con này này, cái lỗ này là rất là to các bạn nhé. Cái này phải bằng một cái đầu đũa đấy các bạn ạ. Khá to luôn, đầu đũa đấy. Đây các bạn hình dung là cái vết thương của nó này, nó bằng to đúng bằng cái con mắt này luôn. To đúng bằng con mắt luôn đấy. Đấy các bạn nhìn cái mắt của nó này, bây giờ cái con này đấy, tiền sử của nó là bị bệnh lồi mắt các bạn nhé. Nó lồi mắt toàn bộ cái khu này và nó sưng toàn bộ khu má này, tức là toàn bộ cái khu mà má bên trái này này là đã đều bị vi khuẩn nó đánh từ bên trong đánh ra. Thì khi vi khuẩn nó đánh từ bên trong nó đánh ra thì nó sẽ chạy vào hai nơi, đó là vào mắt và vào má. Đấy, thì cái mắt này mình đã chữa trị cho nó đã thành công. Thì bây giờ cái mắt của nó hoàn toàn trong lại và nhìn thấy bình thường, vì độ sưng của nó không còn nhiều, nó còn một chút ít nữa thôi. Nhưng mà độ sưng này thì nó nhỏ hơn là cái độ sưng mà lúc mình mới mua về nha các bạn nhé. Đấy, thì cái con vi khuẩn mình nghĩ là vi khuẩn ở khu vực mắt này nó đã khỏi hoàn toàn. Chỉ còn ở cái vùng má này thì vi khuẩn nó đang bị tấn công vào vùng má này. Thì mình đã nặn hết tất cả mủ kén và những cái bọc ở bên trong này. Đấy, bên trong này nó có rất là nhiều mủ luôn các bạn nhá. Cực giống như là các bạn hình dung giống như là mình bị một cái mụn đấy các bạn. Mình nhúng để cho nó thở tí đã. Các bạn biết sao không? Như ở cái tay mình ấy, ví dụ mình mà các bạn hồi nhỏ mà bị mụn ấy, thì ở khi mà nó có mổ lên ấy, ở các bạn nhìn ở bên ngoài nó trắng ở cái đầu miệng cái mổ ấy, thì khi mà các bạn lặn ra ấy, nó sẽ ra một cái cục mổ rất là cứng và rất là to. Thì con này y chang như vậy. Hôm qua mình đã lặn ở khu này ra, nó phỏi ra một cái cục mổ đúng bằng cái hạt đậu tương các bạn nhé. Khi mà mình lặn ra ấy, thì cảm giác các bạn khi mà lặn mụn xong ấy, các bạn cảm thấy rất là đã, bởi vì nó tự nhiên ở trong cái vết thương của mình ấy, nó có một cái cục nó phọt ra ngoài là nó hết đau. Nó đau lúc lặn thôi, còn khi nó phọt ra thì các bạn cảm thấy nó hết đau. Thì con cá này hôm qua nó cũng tương tự như vậy. Khi mình lặn ra rồi mình cảm thấy nhẹ nhõm luôn cho con cá luôn. Thì mình thấy là con cá khi nó cũng vui mừng, nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm như giống như mình vậy. Thì khi mà mình lặn hết cái kén mủ bên trong này ra thì bây giờ công tác chỉ mình chỉ có vệ sinh cái vết thương này. Đấy, bằng muối. Sau đó tí mình sẽ cho tetracycline vào đây để cho nó kháng sinh của nó, để nó tiêu diệt cái vết thương này, để nó làm lành. Các bạn cầm trên tay một lúc thì các bạn phải thả xuống để cho nó có nước và để cho nó thở, con cá nó thở nha các bạn. Con cá nó thở dưới nước đấy, chứ còn để trên cạn lâu quá là nó quéo nó chết luôn đấy các bạn.
Thì sau một thời gian chữa trị bệnh thì con này nó cũng nhỏ đi một phần, nó gầy đi ấy. Bởi vì trong quá trình chữa trị này là mình cho nó nhịn đói nha các bạn. Thì sau đợt trị đầu tiên là mình cho nó nhịn đói 3 tuần. Và mình đã chữa thì nó đã khắc phục hồi phục được khoảng 85-90%. Sau đó khi mình thả vào bể thì nó lại bị phát lại ở trong phần má này. Thì bây giờ mình lại tiếp tục cho nó nhịn đói 1 tuần nữa để chữa trị tiếp. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho thả con cá này xuống để cho nó hết cái muối ở trong này ra. Xong bắt đầu mình sẽ đưa cái kháng sinh tetracycline vào đây nhé các bạn nhé. Đây các bạn thấy không, khi mình đã nhét đầy cái kháng sinh tetracycline vào trong cái má của em nó đây các bạn này. Thật sự là khủng khiếp. Nhưng mà con cá các bạn phải dùng một liều thuốc nhẹ nhá, từ nhẹ cho đến lớn nhá, để các bạn tham khảo xem là sức khỏe của con cá nó đến đâu nhá. Chứ không các bạn rắc như mình đây là một phát đầu tiên là con cá hy sinh luôn đấy các bạn ạ. Bởi vì con cá này mình đã chữa quen rồi và mình cũng đã tìm hiểu để thăm dò xem sức khỏe của nó như thế nào, thì con này sức khỏe rất là tốt. Và bây giờ mình đang chữa trị cho con này bằng một liều rất là mạnh. Tức là một viên này 500mg đấy, là mình điều trị một viên này một lần luôn các bạn nhé. Ok, bây giờ cái thuốc nó đã bám chặt vào cái vết thương của con cá rồi. Các bạn thấy không, khi mình thả xuống nước thì các bạn nhìn kỹ này, cái thuốc của nó vẫn bám chặt ở trên phía da của con cá các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lại ngâm tiếp và lại chờ đợi các bạn nhé, xem tiến triển của em nó sẽ thành công như thế nào. Và bây giờ thì đây là cái phần kháng sinh còn lại, một viên này các bạn nhé. Một viên này thì mình đã đổ một phần vào trong cái vết thương của nó rồi, thì cái số phần còn lại đây thì mình sẽ đổ trực tiếp vào trong nước luôn đấy. Liều lượng bây giờ mình pha ban đầu thì mình chữa liều lượng là 1/4 viên cho một em một lần, nhưng bây giờ mình sẽ tăng lên, sau một tuần đấy thì mình sẽ tăng liều lượng lên là một viên luôn, tăng gấp 4 lần các bạn ạ. Đấy, mình sẽ tăng một viên, tức là một viên thuốc này mình sẽ dùng cho một lần thôi. Nước cũng rất là vàng đấy các bạn nhìn thấy không. Các bạn tùy vào cái sức khỏe và cái tình trạng bệnh của con cá ấy, thì các bạn sẽ cho cái liều lượng nó phù hợp. Thực ra thì con cá của mình cái vết thương này nó khá nặng các bạn ạ. Các bạn thấy nó ở trên má của nó bị một cái vết thương to đúng bằng cái đầu đũa thì nó cũng khá là nặng rồi chứ không phải là nhẹ đâu nhá. Nếu mà cá của các bạn bị nhẹ thì các bạn chữa nửa 1/4 viên thôi thì nó cũng đã khỏi rồi, nhưng mà của mình nó bị nặng quá nên là mình phải chữa nó tận một viên cơ. Tùy vào sức khỏe của mỗi con cá các bạn sẽ có một liều lượng khác nhau chứ không phải là liều lượng nào cũng giống nhau các bạn nhé. Nhưng mà bất kể một con cá nào ấy thì các bạn dùng thuốc cũng phải, các bạn cũng phải dùng một cái liều gọi là liều thăm dò các bạn, thăm dò sức khỏe con cá. Từ liều nhẹ cho đến liều mạnh. Đến khi nào mà nó cái khả năng các bạn phải quan sát, khả năng nó không chịu được nữa thì các bạn phải giảm đi và các bạn dừng ở cái liều đó. Còn của mình đây thì mình cũng đã thăm dò con cá này khá là nhiều lần rồi. Thì mình đã biết được cái liều lượng của nó như thế nào. Thì hiện tại cái liều lượng bây giờ đang cái thời khắc này là mình đang dùng cái liều lượng là một viên. Có thể mai mốt mình dùng hai viên gì đó chưa biết, bởi vì mình sẽ quan sát và theo dõi sức khỏe của em nó. Nhưng mà mình nghĩ là liều lượng một viên là khá là lớn rồi đấy, nên là mình sẽ duy trì cái liều lượng một viên này cho đến lúc mà em nó khỏi luôn. Đấy, nước của nó khá xanh các bạn nhé. Thì cái thằng kháng sinh tetracycline này nó có một cái tác dụng là nó trị cái vết thương hở các bạn ạ, trị vết thương hở rất là mạnh. Ok, chờ đợi là hạnh phúc và mình tiếp tục chờ đợi xem em này như thế nào các bạn nhé. Wow, thưa các bạn, quá tuyệt vời các bạn ạ, sự hồi phục quá tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn xem cận cảnh của em nó này, mắt của em nó lại trong lại bình thường. Đấy, mắt nó lại xẹp đi,
Và đặc biệt các bạn ơi, chú ý ở cái phần má của nó này. Hiện tại cái phần má này thì theo mắt mình quan sát thì cái phần thịt của nó đã được đầy lại các bạn ạ. Các bạn xem phía trước của clip ấy thì toàn bộ cái khu vực má này nó bị thối. Nó bị thối hết các bạn. Thối sâu ở bên trong luôn. Và trong quá trình mình ngâm thuốc ấy thì nó đã phục hồi. Sự trở lại của em nó lại tuyệt vời các bạn ạ. Cái sự thành công nó lại tiếp tục. Các bạn thấy không? Thật là tuyệt vời luôn, thần kỳ quá. Các bạn nhìn này, chú ý nhìn kỹ này. Toàn bộ cái phần thịt ở phía trong trong má của nó này, nó đã được lồi ra. Tức là cái thịt nó đầy lại đấy các bạn. Nó không còn lỗ răng bên trong, nó đang đầy lại. Thì mình nghĩ là con này thì chỉ cần khoảng gần một tuần nữa thôi là thịt nó sẽ đầy ra hết cái phần má của nó. Quá tuyệt vời luôn. Thì đây là lần thứ hai mình chữa bệnh cho con này. Lần đầu thì mình chữa cho nó và nó lại bị tái phát. Thì đây là lần thứ hai. Lần thứ hai thì mình cũng dùng cái, mình dùng kết hợp hai loại. Một là kháng sinh tetra nhật, và thứ hai là kháng sinh tetracycline 500mg cùng nước muối kết hợp với xanh methinen. Thì các bạn thấy không? Quá tuyệt vời luôn. Một kết quả là rất là chuẩn luôn. Các bạn thấy không? Cái thịt nó ở phần má đấy, nó đã đục đùn ra và nó đã đầy lại. Quá chuẩn chỉ các bạn ạ. Như thế này thì không bao lâu nữa thì nó sẽ hồi phục hoàn toàn. Và đợt này mình sẽ để cho em này hồi phục thật hoàn toàn xong mình mới thả vào bể. Bởi vì vừa rồi ở phần má của nó là nó bị nhiễm trùng rất là lớn. Và mình đã lặn ra cái cục mủ rất là lớn. Đấy, một cái cục mủ đúng bằng cái đầu con đũa các bạn. Mình ấn phọt ra, nó phọt ra và bắt đầu mình ngâm thuốc và mình điều trị. Ok, hy vọng là em này sẽ khôi phục hoàn toàn trong những ngày sắp tới. Quá tuyệt vời, và bây giờ mình thấy là kết quả của nó tiến triển rất là tốt trong quá trình chữa bệnh cho em này. Và đây là mình đang ngâm em nó trong xanh methinen này. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem vài ngày sau xem tiến trình của nó, cái má của nó tiến triển như thế nào các bạn nhé. Đây, bây giờ mình cho các bạn xem này. Cái má của nó, thịt đã gần đầy rồi các bạn ạ. Thật là tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Ngoài sự mong đợi. Đấy, thịt của em nó đang đầy dần rồi. Thì cái đoạn vừa trước ấy thì mình đã cho các bạn xem ấy, nó cũng khá đầy, và hôm nay thì nó còn đầy hơn rồi. Đây các bạn nhìn này, cái má của nó này. Vị trí này này. Đó. Đấy, thịt của nó đã đầy hơn rồi. Tuyệt vời. Bây giờ chỉ cần đợi thịt nó đầy lên và nó hết con vi khuẩn thôi. Vi khuẩn thì có nghĩa mình nghĩ là nó sẽ hết rồi, nhưng mà bây giờ đợi cái thịt nó lành lại, giống như là cái vết sẹo nó lành lại các bạn ạ. Con này đúng là giống Chí Phèo luôn, mặt đầy sẹo. Ok, tiến triển như thế này thì rất là tốt và rất là khả quan. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thay nước cho em nó. Và mình cho các bạn xem lại một cái tổng quát của nó này. Đấy, cái mặt nó đây. Mình sẽ đặt cho con này là con cá Chí Phèo. Đấy, cái vết thịt, cái vết má của nó này có một vết sẹo rất là to. Thịt đang được đẩy ra, rất là tuyệt vời. Nhìn như thế này thì tiến triển rất là tốt nha các bạn. Đang tiến về một con số rất là tốt đẹp cho con em cá này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái mắt này. Cái mắt này nó cái lồi nó rất còn ít này. Nó không lồi to như lúc trước nữa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thay nước cho nó. Và mình tiếp tục ngâm thuốc cho nó đến khi nào nó khỏi hoàn toàn luôn các bạn nhé. Thưa quý vị có biết đây là cái gì không ạ? Đây chính là cái dây oxy. Nhưng mà dây oxy này có vấn đề gì hay không? Thì thưa các bạn, là dây oxy này nó không nằm ở trong cái chậu này, mà nó nằm ở phía ngoài. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hậu quả của nó là cái gì đây. Wow, thật là đáng tiếc các bạn ạ. Thật là quá đáng tiếc. Một con cá đã hy sinh.
Con cá này thực ra nó là một con cá mà lồi mắt, bị bệnh lồi mắt mà mình đã chia sẻ với các bạn 2-3 cái clip trước ấy. Thì mình đang chữa trị cái con cá này, thì con cá này nó đang có một cái tiến triển rất là tốt. Đấy, các bạn thấy ở phía trước clip ấy, nó tiến triển rất là tốt. Đấy, cái mắt của nó thì đã trong lên, và cái thịt của nó ở cái vết thương ở ngay má thì nó được đầy ra, nó đang đã đùn đầy ra, nó đang đầy thịt lên, nó đang hồi phục rất tốt. Nhưng trong quá trình thay nước cho cá cũng như là cho muối và cho kháng sinh vào đây thì một sơ suất rất nhỏ các bạn này, một sơ suất rất là nhỏ, và cái dây này đã được đặt bên ngoài và đã quên, mình đã quên không đưa cái dây này vào phía trong. Và ngày hôm nay chủ nhật đi chơi thì về thì đã thấy em nó nằm như thế này, rất là tiếc các bạn. Em này không chết vì bệnh mà lại chết vì thiếu oxy. Bởi vì trong cái xô nước 10 lít như thế này ấy, đây các bạn nhìn này, cái xô này nước đến đây thôi, có 10 lít nước à. Đấy, mà một buổi sáng đi chơi đến tầm chiều mình mới về thì quả thật là nó không thể là đủ oxy nên nó đã hy sinh. Thật là buồn quá. Bây giờ mình cho các bạn xem. Con này rất đẹp nhưng mà đã hy sinh. Nó không hy sinh vì bệnh mà nó hy sinh vì một cái sơ suất rất là nhỏ. Đấy, các bạn nhìn này, đây là cái vết thương của nó này. Đó, cái má này thì cái thịt của nó đang đầy lại rồi này. Đấy. Đấy, mình chữa trị trong cái mắt của nó, mắt này, mắt lồi này. Nó đã trong lại các bạn thấy không? Và nó bị xẹp lại rồi này, các bạn nhìn thấy không? Nó xẹp lại, đây là mắt zin này. Đấy, và đây là mắt bị lồi này. Thì mắt nó đã xẹp lại khá nhiều. Mình thấy là ví dụ như mắt này nó zin như này là độ lồi của nó là 100% là không lồi đi, thì bên này nó được khoảng là 90%, 95%. Còn 5% nữa là nó sẽ mắt này nó đẹp như mắt zin. Đấy, và cái độ trong của nó rất là trong luôn. Đấy, bệnh lồi mắt đã khỏi này. Và cái vết thương ở má này thì mình đã chữa trị thì quá là ok, cái tiến triển rất là tốt luôn các bạn ạ. Nói chung là về con này thì cái bệnh, nói chung là số phận con này hơi khổ. Từ khi mình mua về đến nay này thì nó hơi khổ, và đây là cái kết cục của nó. Cái quá trình bệnh tật của nó thì mình chữa nó thì rất là ok, hồi phục được, cái con này tương lai là hồi phục được, rất đẹp luôn. Đấy, nhưng mà nó không chết vì bệnh mà nó chết vì một cái sơ suất của mình. Đó là sau khi quá trình mình thay nước mà mình để cái dây oxy bên ngoài mình quên, mình không cho vào ấy, thì cả một buổi đi chơi về thì thấy em nó như thế này, quả là đúng là đáng tiếc. Một sơ suất, quá là sơ suất luôn các bạn ạ. Thì các bạn biết sao không? Thực ra thì con cá của mình ấy, nó thiếu oxy thì nó vẫn sống được, nhưng mà trong cái một cái diện tích nước như thế này ấy, nó quá nhỏ, cái hàm lượng oxy của nó rất ít. Đấy, mà nó cái dây không có dây oxy ấy, chỉ cần một buổi là nó chết thôi. Còn các bạn xem ở cái clip trước ấy, mình chia sẻ với các bạn ấy là một ngày mất điện ấy, thì cái bể này của mình không vấn đề gì. Mất điện, khi mà mất điện cả ngày ấy, là oxy không chạy, hệ thống lọc không chạy, thì ở trong cái bể này không, cá vẫn ok, vẫn khỏe mạnh, không vấn đề gì. Và cái bể này của mình cũng vậy, cá vẫn ok, khỏe mạnh, không vấn đề gì. Đấy, nhưng mà chỉ một sơ suất nhỏ mà mình đã làm quên cái, ngày hôm nay thì mình đã quên cái dây oxy này bên ngoài. Đấy, thì kết cục của nó, em nó đã hy sinh. Thì clip này là clip cuối cùng của cái em cá mắt lồi. Đấy, thì cái kết quả của nó là đã hy sinh, nhưng mà hy sinh không phải vì bệnh lồi mắt, không phải vì bệnh, mà hy sinh vì thiếu oxy, một cái sơ suất là rất là đáng tiếc. Đấy, còn cái bệnh của nó thì đã phục hồi, cái tiến triển nó phục hồi rất là tốt luôn. Ok, thì clip về em cá mắt lồi này thì mình xin được phép đóng lại tại đây. Thì clip này cũng là clip cuối cùng chia sẻ về em cá mắt lồi. Thì cái kết quả của nó thì đã như vậy rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau với chủ đề khác. Bye bye. Chúc em ấy lên trên trời may mắn với kiếp sống khác. Kiếp sống này thì cái duyên kiếp về với mình thì khổ quá. Bye bye các bạn nhá. Bye bye. Thôi tiễn em đi đây.